Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với công ty cổ phần thương mại Ui. Và tôi là Hậu, ngày nay tôi đang có mặt trực tiếp tại công trình để hướng dẫn cũng như giới thiệu đến quý vị anh chị cách thức lắp đặt một bộ cửa tấm tổ ong liền khối bao gồm phào hai mặt của Tomowin sẽ như thế nào. Thì sau đây xin kính mời quý vị anh chị chúng ta sẽ trải nghiệm và theo chân Hậu lắp đặt một bộ cửa này. Và điều đầu tiên chúng ta đang cần có đây đó chính là một bộ cửa tấm tổ ong nguyên khối đã được bên công ty cổ phần thương mại Uwin gia công hoàn thiện ở xưởng, sau khi đó là sẽ chuyển tới công trình. Và hiện tại là cửa đã được bao bọc bởi những cái lớp màng chít này cũng như lớp cái bìa cắt tông để đảm bảo làm sao cái một cái bộ cửa khi mà di chuyển nó được đảm bảo một cách an toàn nhất, không bị chảy xước, không bị móc méo đó. Và chúng ta để có thể lắp đặt được thì chúng ta cũng sẽ cần phải có cho Hậu đó chính là những cái khoan bê tông này cũng như khoan bắn vít và những hệ thống khoan mồi, và bao gồm là những cái con vít lắp đặt như thế này đó. Thông thường đối với một bộ cửa mà nó có kích thước chiều cao khoảng 24 này như thế này thì Hậu sẽ chuẩn bị bao gồm là 7 con vít, nhưng mà thực tế là Hậu chỉ có bắn 6 con thôi. Một con là để Hậu dự phòng khi mà trường hợp mà chúng ta bắn vào những cái nỗ gạch ấy đó, và chúng ta sẽ không thể thiếu được những cái đồ nghề cần thiết của một cái giỏ đồ ở đây. Thì có sẽ có bao gồm những cái hệ thống búa cũng như kìm để chúng ta có thể phục vụ nắp lên một cái cánh cửa đó. Và sau đây thì Hậu sẽ trải nghiệm và chúng ta sẽ cùng theo chân Hậu. Và trước tiên là chúng ta sẽ tháo cái lớp bìa thì Hậu sẽ sử dụng dao gọc giấy thì chúng ta sẽ gạch sang hai phía bên cạnh như này. Tại vì hai phía bên cạnh này thì nó sẽ là cái khu vực khuất mà chúng ta sẽ không nhìn thấy đó. Kể cả chúng ta có rạch cho nó chảy ra thì nó cũng không bị ảnh hưởng do nó đã được bao bọc bởi tường rồi. Đấy, thì chúng ta không được rạch vào phía bên trong của cái tấm cửa này. Đấy, nó sẽ gây ra cái tình trạng bị xước. Đấy, nên chúng ta sẽ hạn chế. Và vừa rồi là Hậu đã rạch xong về cái phần bìa cắt tông bảo vệ của cái bộ cửa này. Và như chúng ta thấy là hiện tại là công ty đã bó gói cái bộ cửa này bằng những cái lớp bìa cắt tông như thế này. Đấy, thì nó rất là dày này. Đó, và cái thứ hai là cái bìa cắt tông này nó có tác dụng khi mà trường hợp mà chúng ta đến công trình, chúng ta có thể giải ra ở những cái phần mặt nền như thế này. Đấy, tại vì thường xuyên là khi mà chúng ta lắp cửa ấy, thì chúng ta đã phải xử lý phần ốp nát xong hết rồi. Và sau cái đó là chúng ta mới đến lắp phần cửa. Đấy, nên những cái phần nhôm này nó rất hay dễ bị chảy xước, nên khi đó là chúng ta phải cần có được những cái dụng cụ bảo vệ cái phần mặt đá như thế này. Đấy, thì công ty cũng đã có bố trí những cái phần bìa cắt tông này thì nó sẽ có hai mục đích chính. Đó, mục đích là để bảo vệ cửa, và cái thứ hai là chúng ta sẽ bảo vệ cái nền nhà chúng ta được một cách tốt nhất. Và sau khi là Hậu đã giải xong cái phần bìa cắt tông này rồi, đấy thì chúng ta có thể lắp đặt theo tùy theo cái nhu cầu và cái cách thức của mỗi cá nhân. Đấy, nhưng mà đối với Hậu thì Hậu sẽ chọn cách là Hậu sẽ bê bộ cửa này vào. Hậu sẽ để nguyên cánh như thế này. Đó, và sau khi đó là Hậu sẽ bê cái bộ cửa này vào. Và sau khi đó là Hậu sẽ đặt vào trong của cái khung bao của cửa, tại vì cái bộ cửa này nó cũng có cân nặng cũng không quá là nặng, nên Hậu sẽ bê luôn cả khung bao. Và sau khi đó là Hậu sẽ mở cánh ra như thế này. Và mục đích chính là Hậu sẽ để như thế này thì Hậu sẽ giải thích tiếp đó. Và Hậu sẽ mở như thế này và Hậu đặt sát vào cái phần khung bao của tường như thế này. Thì tại vì chúng ta sẽ không cần phải giữ, chúng ta chỉ cần việc mở cái cánh ra một góc 90 độ là khi thế là cái cửa nó sẽ đứng yên được. Đó, và Hậu sẽ đặt khung bao vào như thế này. Trước tiên là Hậu sẽ sử dụng những cái phần mũi khoan mồi. Chúng ta có thể mồi được những cái nỗ khoan vít. Và ở đây là hiện tại là đối với lại những cái hệ thống mà chúng ta sử dụng cửa tấm tổ ong ấy, thì cái khung bao của nó thì nhôm rất là dày. Đấy, nên cái chiều dày của khung bao nó cũng có giới hạn. Đấy, nó sẽ không cần thiết phải dày quá. Nên khi thế là chúng ta chỉ cần việc sử dụng những cái con vít 8 là chúng ta đã có thể khoan cái bộ cửa này một cách chắc chắn nhất có thể rồi. Đó, và bây giờ là Hậu sẽ tiến hành khoan vít mồi. Đấy, thì bây giờ là chúng ta sẽ khoan bao gồm là tổng 6 con.
thì Hậu sẽ chia làm sao cho nó tỷ lệ hợp lý nhất. Thì đối với Hậu thì Hậu sẽ chia ở đây, đó chính là hai con ở phía vị trí của bàn đề, đấy hai bên. Đấy, thì chúng ta sẽ chia làm sao cho nó một cách cân xứng nhất có thể. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đến hai con tiếp theo. Thì hai con phía bên giữa này thì chúng ta sẽ đẩy hơi cao một chút gần lên phía trên cái bản đề này. Tại vì hiện tại là chúng ta sẽ hình dung là những cái bản đề này nó sẽ là những cái nơi chịu lực chính của cái bộ cửa. Đấy, nên chúng ta sẽ bắn gần những cái vị trí của bản đề để làm sao cái bộ cửa nó được chắc chắn nhất có thể. Đấy, như quý vị anh chị thấy là đối với lại cái mũi khoan thì Hậu sẽ xiên vào một góc khoảng 15 độ. Đấy, tại vì lý do tại sao là chúng ta sẽ để có thể tránh cái tình trạng rủi ro khi mà trường hợp mà chúng ta khoan bê tông, nếu mà nó gần mép cái tường quá thì nó sẽ vỡ cái tường. Đấy, nên khi mà chúng ta khoan thì chúng ta nên lưu ý là chúng ta sẽ để cái khoan một góc chếch khoảng tầm 15 độ. Đấy, để đảm bảo làm sao mà khi cái mũi khoan nó đâm vào bên trong chéo của cái tường, đấy sẽ hạn chế được cái tối đa về cái phần bị vỡ cái phần tường này. Đó. Đó, và vừa rồi là Hậu đã xử lý xong về cái phần mũi khoan mồi. Và tiếp theo là chúng ta sẽ xử lý tiếp, đến là chúng ta sẽ dùng khoan bê tông. Đó. Và chúng ta đã khoan mũi mồi 8 rồi thì hiện tại là Hậu cũng đã chuẩn bị một cái phần mũi khoan bê tông 8. Đó. Thì đối với lại cái bộ cửa này ấy, nó sẽ không giống với lại những cái bộ cửa thông thường. Đó chính là cái phần cửa này nó sẽ có thêm những cái phần phào. Đấy, có thể phủ ra phía bên ngoài này. Đấy, còn đối với lại khi mà trường hợp mà chúng ta đo cửa thì chúng ta sẽ trừ khoảng tầm 5 ly để chúng ta có thể chỉnh được cái cửa một cách tốt nhất và nhanh nhất. Đấy, khi thế là đối với lại bộ cửa này thì nó sẽ nắp sắt ra phía mép ngoài này. Đấy, nên khi thế là chúng ta sẽ khoan chéo cái tường này vào. Tại vì mai cái phần phào này nó phải sẽ phủ ra phía bên ngoài tường này khoảng tầm 3 phân nữa. Đấy, nên quý vị anh chị lưu ý, tại vì cái phần giãn phào của những cái bộ cửa này nó chỉ giãn được khoảng tầm tối đa là khoảng tầm gần 1 phân, khoảng 7 ly 1 phân, nên chúng ta sẽ phải lưu ý. Đó. Và vừa rồi là Hậu đã đưa cái phần cửa này vào rồi. Hậu đã khoan xong. Đấy, thì chúng ta sẽ lưu ý giúp Hậu là cái phần cửa này nó sẽ nắp sát ra mép ngoài như thế này. Đấy, nên khi thế là ở phía bên trên này thì Hậu cũng sẽ phải nắp sát ra phía bên ngoài như thế. Đó. Và đối với lại khi mà Hậu khoan vít thì chúng ta sẽ sử dụng những cái phần cục kê. Đấy, như Hậu đã chuẩn bị đây rồi. Đó, và chúng ta sẽ cân làm sao cái mép tường ở phía bên trên nó được thẳng nhất có thể. Đấy, nhưng mà hiện tại là Hậu do là Hậu nắp một mình nên chúng ta sẽ phải cần có những cái công cụ hỗ trợ. Đấy, thì Hậu sẽ kê phía bên dưới này. Đó, để đảm bảo làm sao mà cái tường nó được phẳng, tại vì chúng ta phải kê thì nó mới cân cái cửa được. Đó. Và hiện tại là cái phần tường nó đã được rất là thẳng rồi. Đấy, chúng ta có thể trải nghiệm rõ. Đó. Gần như là được thẳng tuyệt đối rồi. Chúng ta sẽ ăn thẳng cho mép tường. Đó, và bây giờ là chúng ta sẽ tiến hành sử dụng những cái phần khoan bê tông. Đối với này Hậu thì Hậu sẽ sử dụng khoan để khoan hai cái lỗ ở phía bên trên này trước, để Hậu sẽ không phải giữ ở phía bên trên. Và sau cái đó là chúng ta mới khoan một con vít ở bên dưới. Đó. Và sau khi Hậu đã khoan bê tông rồi thì Hậu cũng sẽ chuẩn bị những cái phần cục kê như thế này. Và đây hiện tại là Hậu sẽ sử dụng những hệ thống cục kê vát, nó dày khoảng tầm 6 ly đến 5 ly. Tức là nó sẽ kê làm sao tùy theo cái kích thước của cường, tại vì tường nó có chiều dày, chiều mỏng, thợ xây thì người ta sẽ không thể làm chuẩn được rồi. Thì chúng ta sẽ dọi cái đường đứng ở trước và sau cái đó là chúng ta sẽ lấy theo một bên, bên bản nề nó sẽ là bên làm chuẩn. Đấy, còn những cái vị trí nào mà nó bị thừa ấy thì chúng ta sẽ sử dụng những hệ thống cục kê như thế này để đảm bảo làm sao cái bộ cửa chúng ta nó được bắn con vít nó chắc chắn nhất có thể. Đó, và bây giờ là Hậu sẽ tiến hành Hậu kê. Và hiện tại là cái phần tường này cũng đang hơi bị nghiêng, bị vát. Đấy, nên Hậu sẽ kê thêm vào. Đó.
chúng ta sẽ ướm cái nực khoan làm sao cho nó một cách vừa đủ. Đấy, và chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ kê thêm cái phần ở phía bên trong này, à bên cạnh này. Đó. Đó. Đó, và chúng ta sẽ tiến hành chúng ta sẽ bẻ cái phần cục kê này đi. Và chúng ta sẽ tiến hành chúng ta sẽ lắp đặt cái phần khóa này vào. Tại vì hiện tại là đối với những cái phần nói khóa ấy, công ty đã tiến hành lắp trước cái phần bụng khóa, thân khóa này vào rồi. Về việc chúng ta chỉ cần việc vặn những cái con ốc vào chúng ta có thể sử dụng được thôi. Đấy, nhưng mà nếu mà để mà chúng ta có thể lắp được cửa thì chúng ta phải sử dụng cái phần lắp đặt cái phần tay khóa này trước. Tại vì nếu mà trường hợp mà cửa chúng ta bị đóng sập này vào mà chúng ta sẽ không lắp đặt tay khóa thì vô hình chung là chúng ta đã bị khóa lại rồi. Đấy, khóa lại như này. Đấy, nên chúng ta sẽ tiến hành lắp đặt luôn cái phần khóa này. Đó. Đây, và hiện tại là công ty cũng đã chuẩn bị những cái phần khóa này rồi. Đấy, thì chúng ta chỉ cần việc chúng ta lắp đặt, chúng ta bắn vít lại thôi. Đấy. Phần khóa này thì nó cũng tương đối là dễ. Đối với lại những anh em thợ thì gần như là ai cũng đã biết lắp rồi. Đấy, thì Hậu sẽ không giới thiệu lại nữa. Đấy, Hậu cũng sẽ làm nhanh để chúng ta được video được ngắn nhất có thể. Chúng ta lưu ý nhé, đối với lại những cái phần ốc vít, tại vì chúng ta sẽ có hai phần tay nắm, một phần thì nó sẽ có những cái ốc vít như thế này, thì chúng ta sẽ cho vào phía bên trong, còn cái phần mà chúng ta đẹp như này thì chúng ta sẽ bỏ ra phía bên ngoài. Và khi lắp đặt ý, chúng ta lưu ý là đối với những cái bộ khóa này nó sẽ có phần đó chính là tay phải và tay trái, nên chúng ta sẽ lưu ý đối với lại những cái phần chữ logo như hiện tại đây là logo Owin của thương hiệu Owin thì nó phải quay lên phía trên như này. Đấy, nhưng mà khi mà trường hợp mà chúng ta quay ngược xuống như này là khi đó là chúng ta đã bị cái phần tay khóa chúng ta lắp sai rồi. Đấy, nên chúng ta lưu ý. Và vừa rồi là Hậu đã lắp đặt xong cái phần khóa cái bộ cửa này. Như chúng ta có thể thấy đây, khi mà nếu mà trường hợp mà chúng ta chưa lắp vội cái phần tay nắm khóa này, chúng ta không may chúng ta bị sập cửa lại. Đấy, vô hình chung mà chúng ta đã bị nhốt chúng ta lại. Đấy, nhưng mà khi mà trường hợp mà chúng ta sẽ tiến hành chúng ta lắp cái phần tay khóa này trước thì chúng ta sẽ đẩy mở được khóa và chúng ta sẽ hoạt động một cách rất là trơn tru. Đấy, như quý vị anh chị có thể thấy đây, bộ cửa này đã được lắp đặt hoàn thiện cũng tương đối đến được khoảng tầm 50% rồi. Và hiện tại là chúng ta có thể thấy là do là cái phần tường này khá là cân đối. Đấy, do là đã được bên công ty tư vấn với lại anh gia chủ một cách chuẩn chỉ nhất ngay từ ban đầu. Đấy, công ty đã tiến hành thông báo với anh gia chủ về cái hình thức nắp cửa và cùng với lại gia chủ giám sát thợ xây trong cái phần giai đoạn hoàn thiện thi công. Và bây giờ Hậu sẽ tiến hành, Hậu sẽ khoan những cái lỗ vít còn lại. Và đối với Hậu thì Hậu thường xuyên Hậu sẽ bắn hai con vít trước và sau khi đó Hậu sẽ chỉnh sửa lại một lần nữa. Đó, và chúng ta đã có được cái phần khe hở rất là chuẩn chỉ rồi. Và sau khi đó là chúng ta với xử lý chúng ta sẽ bắn hai con vít ở hai bên cạnh lại. Đó, và Hậu sẽ tiến hành khoan luôn hai con vít này. Như quý vị anh chị có thể thấy là đối với lại những cái con vít thường xuyên là Hậu, tại sao là Hậu lại đập lở vào cho nó sâu vào cái phía bên trong như thế này, mà tại sao Hậu lại không để những cái đầu nở nó ở phía bên ngoài? Tại vì khi mà chúng ta bắn con vít này vào thì chúng ta sẽ có thêm những cái phần nắp ốc đậy vít. Đấy, nên chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ phải một là chúng ta có thể xử lý là chúng ta sẽ cắt cái đầu ốc đi, cái đầu con nở đi. Hai là chúng ta có thể đập sâu nó vào phía bên trong như thế này.
Và như chúng ta có thể thấy đây, hiện tại là cái phần tường đang được hở một cách không đồng đều. Đấy, nên khi thế là những cái phần ke vát này rất là quan trọng. Đấy thì chúng ta sẽ có độ dày mỏng khác nhau để chúng ta có thể đẩy vào. Đấy, làm sao cho nó vừa cái độ chặt của nó vừa đủ. Đấy thì họ cũng sẽ đẩy luôn cả phía bên ngoài và bên trong để làm sao mà khi chúng ta bắn vít thì nó sẽ không bị cân. Xin lỗi quý vị anh chị, nó sẽ không bị vênh. Đó, nó sẽ không bị vặn vỏ đỗ cái khung cửa của mình đi. Đó. Đó, và chúng ta đã tiến hành bắn vít xong. À, và họ sẽ đóng thử cửa lại một lần nữa. Đó. À, chúng ta có thể thấy này, khe hở đã đều được cân hết rồi. Đó, mọi thứ đều được ok. Và chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ nắp nốt cái phần bụng khóa còn lại. Đối với này, những cái phần bụng khóa này cũng đều được công ty gia công một cách CNC, một cách rất là chuẩn chỉ. Nên khi đó là chúng ta chỉ cần việc đặt cái phần nhựa này. Đấy, cộng thêm cái phần mõm khóa này vào và chúng ta sẽ tiến hành bắn vít thôi, cũng rất là đơn giản. Và ở trong mỗi cái phần hộp khóa thì cũng đều được công ty đã chuẩn bị những cái phần ốc vít như thế này rồi. Đấy thì do là cái phần vít của những cái hệ thống khóa này thì nó sẽ không có cái phần đầu tự khoan. Đấy nên chúng ta sẽ phải dùng những cái hệ thống, những cái con khoan mồi như này, hoặc là chúng ta có thể dùng những cái con vít có rãnh tự khoan, hoặc là chúng ta có thể khoan mồi. Đấy, và chúng ta sẽ tiến hành khoan thôi. Và sau khi là chúng ta đã khoan thử một con thì chúng ta sẽ đóng cửa lại để tránh trường hợp mà đôi khi cái phần gia công ban đầu nó không được chuẩn thì chúng ta sẽ đóng lại. Đó. Đấy, chúng ta có thể thấy đây, cái phần khóa này đã được đóng mở một cách rất là trơn tru nhẹ nhàng. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ bắn nốt những cái con vít còn lại. Và chúng ta đã bắn xong rồi, chúng ta sẽ tiến hành nột cái phần bảo màng bảo vệ này ra. Đó, và chúng ta đã hoàn chỉnh xong về cái phần mặt mõm khóa như thế này rồi. Đấy, chúng ta đã nột ra, nó sẽ được nổ cái lớp inox ra rất là bóng. Đó, và chúng ta sẽ tiến hành đóng cửa lại một lần nữa. Đấy. Đấy, mọi thứ đã đều được ok, từ phần đóng ngậm khóa này cho tới phần khóa này chúng ta này. Đấy, mọi thứ đã được ok. Đó, và chúng ta đã xong những cái phần cơ khí cơ bản, và chúng ta sẽ đến cái khâu tiếp theo, là đó chính là chúng ta sẽ tiến hành ốp những cái phần phào của cái bộ cửa này. Và hiện tại là Hậu đã chuẩn bị cái phần phào này ra phía bên ngoài này rồi. Đấy thì phần phào này cũng đã được công ty cắt hết rồi. Đó, chúng ta chỉ cần việc tháo ra và chúng ta lắp đặt thôi. Đấy, rất là dễ, đơn giản. Và đối với lại phần phào thì chúng ta sẽ có hai mặt phào phía trong và mặt phào phía ngoài. Đấy, và hiện tại là do là cái phần mặt phào phía trong ấy thì nó sẽ có cái phần u hèm đã úp sẵn rồi. Đấy thì chúng ta sẽ không cần phải thêm những hệ thống u phào mà úp bên ngoài như thế này. Đấy thì chúng ta sẽ tiến hành nọc những cái cây phào phía trong và cây phào phía ngoài ra để chúng ta có thể nắp một cách nhanh nhất. Đấy thì phần phào này thì phần phía trong ấy, thì lúc nào nó cũng sẽ ngắn hơn so với phần phào phía ngoài. Nên chúng ta lưu ý, đối với phần phào phía ngoài ấy, thì Hậu không có khái niệm phào phía ngoài và phào phía trong. Đó chỉ là một cái cách gọi thôi. Còn đối với lại chúng ta thì chúng ta nên lưu ý là phần phào phía bên bản nề bao giờ cũng là phần phào ngắn. Thì nó sẽ không có phần u giãn nữa, nó sẽ có phần u sẵn ở trên cây nhôm rồi. Nên chúng ta lưu ý là phần phào mà ngắn hơn thì nó sẽ nằm ở bên phía bản nề. Đấy thì Hậu sẽ tiến hành nọc cái phần phào ngắn hơn. Và hiện tại Hậu đã tiến hành nọc xong cái phần phào ở phía bên trong. Và bây giờ là chúng ta sẽ tiến hành các cái thao tác mà chúng ta có thể lắp được cái phần phào này. Trước mắt là chúng ta sẽ phải bẻ hết những cái phần cục kê này đi.
Đấy, những cái phần cục kê này bẻ cũng rất là dễ thôi. Đấy, chúng ta chỉ cần việc tay dùng tay bẻ đi như thế này. Đấy, là chúng ta đã giải quyết xong cái phần cục kê của phào, và giờ chúng ta sẽ tiến hành dán. Đấy thì cái phần phào này chúng ta sẽ tiến hành dán bằng keo silicone. Đấy, và chúng ta lưu ý là chúng ta chỉ dán một cái lớp gọi là vừa đủ thôi. Đấy, tại vì tránh cái tình trạng mà keo nó nhiều quá thì nó sẽ bị nhây ra phần tường ở phía bên ngoài. Đấy, chúng ta có thể nên lưu ý về cái phần đó. Và Hậu sẽ tiến hành, Hậu sẽ dán hai cây ở phía trên trước đó. Cái phần phào này đã đều được công ty gia công một cách rất là chuẩn chính xác rồi. Nên khi tới công trình là chúng ta chỉ cần việc ốp vào thôi. Đó. Đấy, rất là đơn giản, Hậu đã dán xong cây phào phía trên. Và bây giờ là Hậu cũng sẽ dán tiến hành dán luôn cái cây phào cạnh. Đấy, và chúng ta cũng sẽ tiến hành nột luôn cái phần bìa bảo vệ này ra. Mục đích là chúng ta sẽ kiểm tra được những cái phần góc này nó có được kín khít hay không. Đó. Và chúng ta cũng sẽ nột ra luôn. Đó. Đấy, rất là dễ. Đó, và phía bên này thì chúng ta cũng sẽ tiến hành dán theo đúng như cây bên cạnh thôi. Đó, và như thế là Hậu đã dán xong về cái phần phào ở phía bên trên và phía bên cạnh, và Hậu đã dán xong cái mặt phía bên trong. Đấy, như quý vị anh chị có thể thấy là Hậu dán một cách rất là dễ. Đấy, nên chúng ta có thể tự tin, chúng ta có thể thi công một cách rất là dễ dàng. Đấy, gần như là mọi góc cắt đều được kín khít từ cái mép phào mà đổ đi. Đấy, và sau đây là Hậu sẽ tiến hành, Hậu sẽ dán phần phào còn lại ở phía bên ngoài. Và đây là chính là cái phần U ở phía bên ngoài. Đấy, và chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ dán cái phần U này vào. Đấy, do là cái phần mặt ngoài này sẽ không có cái phần vãnh để chúng ta có thể dán phào, nên chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ dán cái phần U như thế này vào. Đấy, thì dán này thì cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta có thể dùng keo 502 hoặc bất cứ một cái keo gì đấy nó có thể dán một cách chắc chắn nhất. Thì ở đây là Hậu sẽ dùng keo 502. Đấy, chúng ta chỉ cần việc đổ lên như thế này thôi. Đấy, là như thế là keo nó sẽ tự nó chảy xuống. Đối với lại phần dán này thì hiện tại là do là Hậu sẽ cắt bằng với lại cái kích thước của chiều ngang của cửa, nên chúng ta sẽ dán cũng rất là dễ. Chúng ta sẽ dán bằng với lại cái phần mép cửa thôi. Đấy, hiện tại là Hậu đã dính keo xong, và giờ Hậu sẽ tiến hành Hậu dán vào. Đấy, chúng ta sẽ chỉnh làm sao cho nó đúng bằng với lại cái mép cửa là được. Đấy, rất là dễ thôi. Đó, và như thế là Hậu đã dán xong cây phào phía trên. Còn phần cây đứng thì chúng ta cũng sẽ dán tương tự như thế thôi. Đó. Và vừa rồi là Hậu đã tiến hành, Hậu đã dán xong về cái phần U này. Đấy, và dán cũng rất là dễ. Và bây giờ là chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ dán tiếp đến cái phần phào ở phía bên ngoài này. Thế thì cái phần phào này đã được công ty thi công cũng như gia công ở tại xưởng hết rồi. Đấy, thì kích thước khoảng chiều dày của tường, đấy, công ty cũng đã tiến hành thi công cái phần gia công phào này rồi. Thế khi thế là chúng ta lên công trình là chúng ta chỉ cần việc là chúng ta sẽ bơm keo và chúng ta sẽ dán U vào thôi. Và cái phần keo này thì chúng ta sẽ có hai phương án. Một là chúng ta có thể dùng keo bọt. Nếu mà trường hợp mà chúng ta dùng keo bọt, chúng ta chỉ cần chạy một đường như thế này thôi. Khi đó là nó sẽ giãn nở đều ra hai phía bên cạnh này. Đấy, và chúng ta gõ vào nó sẽ hạn chế được cái tiếng kêu bọt 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 bọt. Đấy, nhưng mà hiện tại là ở công trình này do là anh gia chủ yêu cầu, anh gia chủ muốn sử dụng keo silicone. Thế nên chúng ta sẽ sử dụng keo silicone ở công trình này. Đấy, và keo silicone này thì cũng bắn cũng rất là chắc chắn. Để chúng ta sẽ không lo cái tình trạng mà cái phào này nó bị rụng ra. Đấy, cơ bản là nếu mà để mà chúng ta nột được cái phào này ra thì chúng ta phải khóa
Đấy, vì thế là chúng ta sẽ không sử dụng tận dụng lại được. Đấy, nên chúng ta sẽ lưu ý về những cái phần đó. Đó. Và cái phần keo này thì chúng ta cũng chỉ cần dán điểm chỉ đối với lại cái mặt ở phía bên trên. Còn ở cái cây đường đứng này thì chúng ta chỉ cần dán một đường rất là mỏng thôi, để đảm bảo làm sao cái phần keo nó không bị phòi xa sang phía hai phía bên cạnh đó. Họ sẽ vứt một lượt qua để tránh cái tình trạng mà keo nó có thể phòi ra khỏi ngoài tường, gây ra cái tình trạng mất thẩm mỹ. Đấy, rất là dễ. Đó. Và chúng ta lý do tại sao mà chúng ta phải bán nó dày lên như này, để tránh tình trạng mà khi mà chúng ta đưa vào phào ấy thì nó sẽ không, những cái khe hở nó to quá thì chúng ta sẽ không chạm tới keo. Đấy, nên chúng ta chỉ cần bán điểm mà bán dày nó lên như này. Đó, và chúng ta cũng đã tiến hành dán xong một phần mặt phào bên cạnh như này, và phía bên này thì chúng ta cũng dán tương tự như thế thôi. Và đây chính là những cái bước cuối cùng là để chúng ta lắp đặt hoàn thiện một bộ cửa. Như cái này Hậu có nói với quý anh chị anh là tại sao mà chúng ta, một là chúng ta sẽ cắt cái đầu nở đi, hai là chúng ta sẽ đẩy cái đầu nở vào qua cái phần khung nhôm, là để chính là chúng ta sẽ sử dụng những cái nắp bịt này. Đấy, tại vì những cái nắp bịt này nó sẽ tăng cái tính thẩm mỹ của nó rất là nhiều. Đấy, và khi mà chúng ta lắp những cái nắp bịt này vào thì chúng ta sẽ không bị vướng, như cái này Hậu nói là sẽ bị vướng vào cái đầu của cái nở. Đấy, và chúng ta cũng sẽ dán tiếp theo và những con cuối cùng như thế thôi. Đấy, nắp đặt rất là dễ. Mặc dù những cái chi tiết này nó rất là những cái chi tiết nhỏ, nhưng mà đối với lại công ty thì đã là chỉnh chu từ A đến Z thì những cái vấn đề, những cái khâu này thì chúng ta cũng sẽ không thể thiếu được ở trong những cái bộ cửa. Nó quyết định đến vẻ đẹp của cả bộ cửa, nên chúng ta lưu ý là chúng ta phải thêm những cái phần nắp đậy ốc này vào. Và vừa rồi là Hậu đã tiến hành lắp đặt hoàn thiện một tổng thể, đó ở đây đó chính là một bộ cửa nhôm tấm tổ ong, sẽ có bao gồm là phào hai mặt đó, thì một mặt trong một mặt ngoài đó. Và bộ cửa này thì Hậu đánh giá cũng rất là dễ lắp thôi. Một bộ cửa này thì Hậu có thể ướm được cái thời gian thì Hậu để Hậu lắp đặt thì nó cũng chỉ rơi vào khoảng tầm gói gọn khoảng 20 phút, bao gồm tất cả các cái công đoạn. Đấy, mà trong khi đó thì cũng chỉ cần một mình Hậu. Đấy, thì tất nhiên là do là ở video này thì Hậu quay để giới thiệu đến cho quý vị anh chị nên Hậu sẽ lắp một mình. Đấy, còn phần ra là thường thì đối với lại công ty sẽ có một đội ngũ lắp đặt riêng, có khoảng tầm 6-7 anh em thợ. Đấy, thì anh em sẽ đi cùng một đội nhóm, thì qua đó là cái quá trình chúng ta lắp đặt nó rất là nhanh, hiệu quả và độ chính xác tỉ mỉ rất là cao đó. Và vừa rồi Hậu đã giới thiệu đến cho quý vị anh chị cái quy trình lắp đặt một bộ cửa nhôm tấm tổ ong. Và quý vị anh chị hoặc anh em thợ nào có nhu cầu gia công hoặc là thi công lắp đặt trọn gói trên toàn bộ 63 tỉnh thành thì quý vị anh chị hãy liên hệ với lại công ty theo cái số hotline ở phía bên dưới. Qua đó là anh chị sẽ được đội ngũ cán bộ nhân viên tư vấn cho quý vị anh chị một cách có tâm có tầm, để chúng ta xứng đáng được sử dụng những cái sản phẩm cao cấp về cửa nhôm Movin. Và em Hậu hẹn gặp quý vị anh chị ở những video tiếp theo.